Cô chào các em học sinh khối lớp 2 trường tiểu học Dung Nhất. Ta đã học đơn vị đo thời gian là giờ. Hôm nay ta học thêm một đơn vị đo thời gian khác, đó là phút. Bài học ngày hôm nay có tên là giờ phút. Trước khi vào bài học mới, cô sẽ kiểm tra bài cũ. Câu 1. Hình nào đã được tô màu 1/5 số ô vuông? Đáp án của cô là hình C có 1/5 số ô vuông được tô màu. Câu 2. Các em đã học những đơn vị đo thời gian nào? Đáp án của cô đó là giờ. Để bắt đầu bài học mới ngày hôm nay thì cô mời các bạn lấy sách giáo khoa toán 2 ra, mở ra trang 125 và chúng ta cùng bắt đầu bài học. Toán giờ phút. 1 giờ có 60 phút. 60 phút bằng 1 giờ. Trên đồng hồ, kim ngắn chỉ số 8, kim dài chỉ số 12, ta có 8 giờ. Ở đồng hồ tiếp theo, kim ngắn chỉ số 8, kim dài chỉ số 3, ta có 8 giờ 15 phút. Trên đồng hồ này, kim ngắn chỉ số 8, kim dài chỉ số 6, ta có 8 giờ 30 phút hay 8 giờ rưỡi. Để giúp các em nắm vững nội dung bài học, cô mời các em theo dõi tiếp nhé. Bài 1. Đồng hồ chỉ mấy giờ? Mời các em quan sát. Ở đồng hồ A, ta có kim ngắn chỉ số 7, kim dài chỉ số 3. Đồng hồ đang chỉ 7 giờ 15 phút. Tương tự với những đồng hồ còn lại, các em thực hiện. Cô mời các em sửa bài. Đồng hồ B, kim ngắn chỉ số 2, kim dài chỉ số 6. Ta có 2 giờ 30 phút hay 2 giờ rưỡi. Đồng hồ C, kim ngắn chỉ số 11, kim dài chỉ số 6. Ta có 11 giờ 30 phút hay 11 giờ rưỡi. Đồng hồ D, kim ngắn chỉ số 3, kim dài chỉ số 12. Ta có 3 giờ. Bài 2. Mỗi tranh vẽ ứng với đồng hồ nào? Mời các em quan sát. Ở bài tập này, các em sẽ lựa chọn giờ thích hợp để nối vào từng bức tranh. Ví dụ, Mai ngủ dậy lúc 6 giờ, cô nối với đồng hồ C. Mời các em thực hiện với những đồng hồ còn lại. Mời các em sửa bài. Mai ăn sáng lúc 6 giờ 15 phút, cô nối với đồng hồ D. Mai đến trường lúc 7 giờ 15 phút, cô nối với đồng hồ B. Mai tan học về lúc 11 giờ 30 phút, cô nối với đồng hồ A. Bài 3 tính theo mẫu. Mời các em quan sát. Câu A, 1 giờ cộng 2 giờ bằng 3 giờ. Câu B, 5 giờ trừ 2 giờ bằng 3 giờ. Ở bài tập này, các em lưu ý, luôn luôn phải viết đơn vị giờ ở kết quả tính. Cô mời các em thực hiện. Mời các em sửa bài. Câu A, 1 giờ cộng 2 giờ bằng 3 giờ. 5 giờ cộng 2 giờ bằng 7 giờ. 4 giờ cộng 6 giờ bằng 10 giờ. 8 giờ cộng 7 giờ bằng 15 giờ. Câu B, 5 giờ trừ 2 giờ bằng 3 giờ. 9 giờ trừ 3 giờ bằng 6 giờ. 12 giờ trừ 8 giờ bằng 4 giờ. 16 giờ trừ 10 giờ bằng 6 giờ. Bài học giờ phút của chúng ta đến đây là hết. Ở nhà, các em có thể luyện tập bài này qua việc xem đồng hồ mỗi ngày.
Cô chúc các em học tốt. Chào tạm biệt các em.